Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu trên một hộp quà nhé. Hãy cùng tô với mình đi. Với chiếc quà này thì mình sẽ dùng mình sẽ tô một chiếc quà màu hồng nha.
ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một hộp quà với rất là nhiều màu sắc rực rỡ. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình thì xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.